Các bạn sẽ có ví dụ với từ 정말, 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 thật, hoặc là thật sự. 정말, thật, thật sự. 정말 맛있네요. 정말 맛있네요. Ngon thật đấy. 정말 맛있네요. Ngon thật đấy. Các bạn có từ ngon là tính từ, như vậy từ 정말 nó vừa bổ sung ý nghĩa, làm rõ nghĩa hơn cho cái từ ngon. 약간, 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 một chút hoặc là hơi. 약간, một chút, hơi. Các bạn chú ý gấp đôi phụ âm ở âm tiết thứ hai. 나는 약간 긴장된다. 나는 약간 긴장된다. Tôi hơi căng thẳng một chút. 나는 약간 긴장된다. Tôi hơi căng thẳng một chút. Hoặc là tôi hơi căng thẳng, hoặc là tôi căng thẳng một chút. Các bạn có thể sử dụng kết hợp cả hai. 아마, 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 có lẽ, chắc là. 아마, có lẽ, chắc là. Một từ dùng để dự đoán, ví dụ là 아마 비가 올 것이다. 아마 비가 올 것이다. Chắc là trời sẽ mưa. 아마 비가 올 것이다. Chắc là trời sẽ mưa. Các bạn thấy rằng 아마 đứng đằng trước của động từ là trời, trời mưa hoặc là trời sẽ mưa. 직접, 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 trực tiếp, 직접, trực tiếp. 직접 만나요, 직접 만나요, trực tiếp gặp. 직접 만나요, trực tiếp gặp. 그럼, 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 vậy thì hoặc nếu vậy thì. 그럼, vậy thì, nếu vậy thì. 그럼 그때 봐요, 그럼 그때 봐요, vậy thì khi đó gặp nhé. 그럼 그때 봐요, vậy thì khi đó gặp nhé. 미리, 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 trước. 미리, trước. 오시기 전에 미리 연락 주세요. 오시기 전에 미리 연락 주세요. Hãy liên lạc cho tôi trước khi đến nhé. 오시기 전에 미리 연락 주세요. 가장, 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 nhất, 가장, nhất. 저는 문자를 가장 좋아해요. 저는 문자를 가장 좋아해요. Tôi thích nhất món bún chả. 저는 문자를 가장 좋아해요. Tôi thích nhất món bún chả. 잘, 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 tốt, hoặc là giỏi, hoặc là được, hoặc là nó còn mang nghĩa là rõ. Rất là nhiều những cái từ các bạn có thể dịch tùy ngữ cảnh. Ví dụ là 잘 들려요, 잘 들려요, nghe rõ không, hoặc là nghe được không, hoặc là nghe tốt không. Tùy ngữ cảnh bạn có thể dịch là rõ, hoặc là tốt, hoặc là được. 잘 들려요, nghe rõ không. Còn ví dụ như là đứng đằng trước của động từ là gì nhỉ? 하다 chẳng hạn, thì các bạn có thể dịch là 잘 해요, có nghĩa là gì nhỉ? Làm giỏi không. Hoặc các bạn có thể nói là 잘 했어요, có nghĩa là bạn đã làm rất tốt. 매우, 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 rất, hoặc là quá, hoặc là vô cùng, cực kỳ, lắm, tức là từ chỉ mức độ. 매우, rất, quá, vô cùng, vân vân. 그는 매우 화가 났다. 그는 매우 화가 났다. Anh ấy rất giận,
thực chất mọi người chỉ cần nhiều. Anh ấy đã rất giận. 그는 매우 화가 났다. Anh ấy đã rất giận. Các bạn có từ 화가 났다 có nghĩa là đã tức giận, đã nổi giận. 매우 là vô cùng hoặc là cực kỳ giận hoặc là cực kỳ tức giận, rất tức giận. 별로, 별로, 별로. Không gì gì đó mấy hoặc là hầu như không. Các bạn có đây, phát âm thì các bạn biến âm. Không phải là biên-rô sẽ là biên-lô thành âm L ở cái âm tiết thứ hai. 맥주가 별로 시원하지 않아요. 맥주가 별로 시원하지 않아요. Bia không được mát cho lắm. Hoặc là bia không mát mấy. 맥주가 별로 시원하지 않아요. Bia không được mát cho lắm. 조용히 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 một cách yên lặng. 조용히 một cách yên lặng. 조용히 하세요 조용히 하세요 hãy yên lặng cho. 조용히 하세요 hãy yên lặng cho. 아주 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 rất. 아주 피곤해요. 아주 피곤해요. Rất mệt. Tôi rất mệt. 아주 피곤해요. Rất mệt. 무척. 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 Rất. Vô cùng. 무척. Rất. Vô cùng. 무척 궁금하네요. 무척 궁금하네요. Mình rất tò mò, hoặc là mình vô cùng tò mò. 무척 궁금하네요. Mình rất tò mò. 갑자기 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 đột nhiên, bất thình lình, bỗng nhiên. 갑자기 đột nhiên, bất thình lình, bỗng nhiên. 갑자기 문이 열렸어요. 갑자기 문이 열렸어요. Cửa đột nhiên được mở ra. 갑자기 문이 열렸어요. 오래, 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 lâu dài. 오래, lâu dài. 시간이 오래 걸리네. 시간이 오래 걸리네. Mất thời gian quá. 시간이 오래 걸리네. Mất thời gian quá. 다시 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 lại. 다시 lại. 다시 할까요? 다시 할까요? Làm lại nhé. 다시 할까요? Làm lại nhé. 안, 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 không. 안, không. 안 돼요. 안 돼요. Không được. 안 돼요. Không được. 우선, 우선, 우선. Trước tiên, ưu tiên. 우선, trước tiên, ưu tiên. 우선 내 말을 끝까지 들어라. 우선 내 말을 끝까지 들어라. Đầu tiên, hãy nghe tôi nói hết đã. Hoặc là trước tiên, hãy nghe tôi nói hết đã. 우선 내 말을 끝까지 들어라. Đầu tiên, trước tiên, hãy nghe tôi nói hết đã. 자주, 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 thường, thường xuyên. 자주, thường, thường xuyên. 물 자주 마셔야 돼요. 물 자주 마셔야 돼요. Phải thường xuyên uống nước.
물은 자주 마셔야 돼요. 잘 드실 음료? 주로 어디 놀러 가세요? 주로 어디 놀러 가세요? 안 주요 리처어도? 열심히 một cách chăm chỉ 열심히 một cách chăm chỉ 열심히 합시다 열심히 합시다 chăm chỉ nào hoặc là hãy làm chăm chỉ nào 열심히 합시다 chăm chỉ nào 아직 chưa 아직 안 자니 아직 안 자니 còn chưa ngủ hả hoặc bạn sẽ có là 아직 là chưa còn khi mà kết hợp với an thì bạn hiểu là 아직 안 có nghĩa là vẫn chưa đấy 아직 안 자니 còn vẫn chưa ngủ hả 같이 cùng hoặc là cùng nhau 같이 cùng nhau các bạn chú ý biến âm giống như là dòng chữ màu xanh thứ hai 같이 해요 cùng làm đi 같이 해요 cùng làm đi 계속 liên tục 계속 liên tục 계속 하세요 tiếp tục làm đi 계속 하세요 tiếp tục làm đi 못 không thể 못 살아요 không sống nổi hoặc là không thể sống nổi 못 살아요 không thể sống nổi 빨리 nhanh 빨리 와 đến nhanh lên 빨리 와 đến nhanh lên 특히 đặc biệt 난 특히 월요일에 피곤해 난 특히 월요일에 피곤해 tôi đặc biệt mệt vào thứ hai 난 특히 월요일에 피곤해 모두 tất cả 모두 tất cả 모두 사랑해요 모두 사랑해요 tôi yêu tất cả 모두 사랑해요 tôi yêu tất cả 다 tất cả 다 tất cả từ này cũng giống với từ 모두 cũng mang nghĩa là tất cả. 다 왔어요. Tất cả đến rồi. 다 왔어요. Tất cả đến rồi. 어서. Nhanh. 어서. Nhanh hoặc là mau. Ví dụ 어서 오세요. 어서 오세요. Nhanh vào đi ạ. Hoặc là mau vào đi ạ. 어서 오세요. 왜? Tại sao? Thì các bạn có câu dưới này, các bạn có từ 왜요. Thì đây không rõ là một cái câu ví dụ để các bạn thấy rằng nó đứng trước động từ tính từ. Tuy nhiên đây là một câu hỏi ngắn. 왜요?
tại sao ạ? Còn trong thực tế các bạn có thể gặp là từ ue, theo sau của nó kết hợp với một động từ, ví dụ là ue ăn cái ố, tại sao lại không đi? Hoặc là ue hế ố, tại sao lại làm? Hoặc là ue mó khói ố, tại sao lại ăn? Thì như vậy các bạn thấy rằng ue theo sau của nó kết hợp với động từ. Ví dụ là tại sao anh lại như thế, hoặc là tại sao anh lại nói thế. Tiếp theo bạn có từ hăng sằng. Hăng sằng. Hăng sằng. Luôn luôn. Hăng sằng. Luôn luôn. Hăng sằng cắm sẹo. Hăng sằng cắm sẹo. Mình luôn luôn cảm ơn các bạn. Hăng sằng cắm sẹo. Mình luôn luôn cảm ơn các bạn. Nó mù. Nó mù. Nó mù quá. Nó mù quá. Nó mù ở đất ta. Nó mù ở đất ta. Khó quá. Nó mù ở đất ta. Khó quá. Các bạn gấp đôi phụ âm từ cái âm tiết cuối, hoặc có thể trio là nó mù ở đất uều. Ở đất uều biến đổi bi ước thành uều. Nó mù ở đất uều, hoặc là nó mù ở đất ta. Chùm. 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 Một chút hơi, hoặc là một ít. Chùm. Một chút hoặc là hơi. Cú ghi chùm xinh gặp ta. Cú ghi chùm xinh gặp ta. Canh hơi nhạt. Cú ghi chùm xinh gặp ta. Canh hơi nhạt. Xinh gặp ta. Các bạn có thể chia là xinh khó ủa yô. Cookie chôm xinh khó ủa yô. Canh hơi nhạt một chút đấy ạ. Xinh khó ủa yô. Cái bi ước các bạn mới đổi thành ủa yô khi mà các bạn chia theo đôi yô. Xinh khó ủa yô. Nhạt. Ilchik. Ilchik. Sớm. Ilchik. Sớm. Ilchik zago, ilchik ilonaseyo. Ilchik zago, ilchik ilonaseyo. Ngủ sớm và dậy sớm nha bạn. Ilchik zago, ilchik ilonaseyo. Ngủ sớm và dậy sớm nha. Bạn thấy rằng ilchik nó đứng đằng trước của động từ này, động từ chada này và động từ ilonada. Gakkum. Gakkum. Gakkum, thỉnh thoảng. Gakkum, thỉnh thoảng. 이런 일이 가끔 있어요. 이런 일이 가끔 있어요. Việc này thỉnh thoảng cũng có. 이런 일이 가끔 있어요. Việc này thỉnh thoảng cũng có. Gọi có từ 가끔 đứng đằng trước của 있다, 있다 đấy, nó mang nghĩa là có. 간단히, 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 một cách đơn giản. 간단히, một cách đơn giản. 간단히 얘기하세요. 간단히 얘기하세요. Hãy nói một cách đơn giản thôi. 간단히 얘기하세요. Hãy nói một cách đơn giản thôi. 바로, 바로. 바로, ngay, hoặc là chính là. 바로, ngay, chính là. 바로 집으로 가요. 바로 집으로 가요. Về nhà ngay. 바로 집으로 가요. Về nhà ngay. 거의, 거의, 거의. Hầu hết hoặc là gần như. Đối từ này các bạn có thể phát âm là thành có ươi hoặc là có y. Có ươi 끝났어요. Có ươi 끝났어요. Gần kết thúc rồi. Hoặc là gần như đã kết thúc rồi. Có ươi 끝났어요. Gần kết thúc rồi. Bạn có từ 아까. 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 Vừa nãy. 아까 얘기했어요. 아까 얘기했어요. Vừa nãy mình đã nói rồi đó.
아까 얘기했어요. 왜 나에 민가 nói rồi đó. 언제나 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 lúc nào cũng 언제나 lúc nào cũng 언제나 보고 싶어 언제나 보고 싶어 anh lúc nào cũng nhớ em 언제나 보고 싶어 anh lúc nào cũng nhớ em 금방 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 ngay 금방 ngay 금방 돌아올게요 금방 돌아올게요 tôi sẽ quay lại ngay 금방 돌아올게요 tôi sẽ quay lại ngay 참 참 참 thật là 참 thật là 참 좋아요 참 좋아요 thật tốt quá 참 좋아요 thật tốt quá 이따가 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 lát nữa 이따가 lát nữa 이따가 전화를 하겠어요. 이따가 전화를 하겠어요. lát nữa sẽ gọi điện thoại. Tức là gì? Lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại ạ đấy. 이따가 전화를 하겠어요. lát nữa sẽ gọi điện thoại. 새로 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 mới 새로 mới 와, 컴퓨터 새로 샀니? 멋있다. 와, 컴퓨터 새로 샀니? 멋있다. 오, cậu mua máy tính mới rồi à? Đẹp quá. 와, 컴퓨터 새로 샀니? 멋있다. 와, cậu mua máy tính mới rồi à? Đẹp quá. 새로 샀니? Biến âm 샀니? Có nghĩa là đã mua mới, 새로 샀니? Đã mua mới rồi hả? 니? Đôi câu hỏi, thân mật xuống xã không kính ngữ. 멋있다, đẹp quá. 가장, 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 nhất. 사과 가장 좋아해요. 사과 가장 좋아해요. Tôi thích táo nhất. 사과 가장 좋아해요. Tôi thích táo nhất. Hoặc các bạn cũng có thể dùng cái từ 제일. 제일 cũng mang nghĩa là nhất. Và giống với từ 가장. Ở đây các bạn có thể thay thế là 사과 제일 좋아해요. 이따가 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 lát nữa 이따가 lát nữa 이따가 봐요 이따가 봐요 lát nữa gặp nha 이따가 봐요 lát nữa gặp nha 곧 곧 곧 ngay 곧 ngay 곧 돌아오겠습니다 곧 돌아오겠습니다 tôi sẽ trở lại ngay 곧 돌아오겠습니다 tôi sẽ trở lại ngay 그래서 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 vì thế vì vậy 그래서 vì vậy vì thế 배고파요 그래서 좀 먹어야 해요 배고파요 그래서 좀 먹어야 해요 tôi đói vì vậy tôi phải ăn một chút 배고파요 그래서 좀 먹어야 해요 그런데 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 nhưng mà 그런데 nhưng mà 그 사람 알아요 그런데 이름을 잊어버렸어요
그 사람 알아요. 그런데 이름을 잊어버렸어요. Tôi biết người ấy, thế nhưng tôi quên tên mất rồi. 그 사람 알아요. 그런데 이름을 잊어버렸어요. Tôi biết người ấy, thế nhưng tôi quên tên mất rồi. 그만, 그만, 그만. Đến mức đó, đến chừng đó hoặc là thôi đủ rồi. 그만, đến mức đó, hoặc là đến chừng đó hoặc là thôi hoặc là đủ rồi. 그만 울어라, 그만 울어라. Thôi đừng khóc nữa. 그만 울어라. Thôi đừng khóc nữa. 항상, 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 luôn luôn. 항상 항상 감사해요. 항상 항상 감사해요. Mình luôn luôn cảm ơn các bạn. 항상 항상 감사해요. Mình luôn luôn cảm ơn các bạn. 금방, 금방, 금방. Ngay, tức thì. 금방, ngay, tức thì. 금방 왔어요. 금방 왔어요. Em vừa về tức thì đây ạ. 금방 왔어요. Em vừa về tức thì đây ạ. 언제나, 언제나, 언제나. Luôn luôn, lúc nào cũng. 언제나, luôn luôn, lúc nào cũng. 너는 언제나 짱이야. 너는 언제나 짱이야. Em lúc nào cũng tuyệt mà. 너는 언제나 짱이야. Em lúc nào cũng tuyệt mà. 얼마나, 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 bao nhiêu, 얼마나, bao nhiêu. 이 가방은 얼마나 해요? 이 가방은 얼마나 해요? Cái túi này giá bao nhiêu? 이 가방은 얼마나 해요? Cái túi này giá bao nhiêu? 천천히, 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 뚜뚜, 천천히, 뚜뚜. 천천히 오세요. 천천히 오세요. Cứ từ từ mà đến. 천천히 오세요. Cứ từ từ mà đến. 많이, 많이, 많이. Nhiều. 많이, nhiều. 저 많이 했어요. 저 많이 했어요. Tôi đã làm rất nhiều. 저 많이 했어요. Tôi đã làm rất nhiều. 함께, 함께, 함께. Cùng với hoặc là cùng nhau hoặc là cùng. 함께, cùng với, cùng nhau. 나와 함께 가십니까? 나와 함께 가십니까? Bạn có đi với tôi không? 나와 함께 가십니까? Bạn có đi với tôi không? 없이, 없이, 없이. Không có. 없이, không có. 그 여자 없이는 살 수가 없다. 그 여자 없이는 살 수가 없다. Không thể sống không có cô ta. 그 여자 없이는 살 수가 없다. Là nhỉ? Không thể sống không có cô ta. Các bạn có thấy rằng những cái phó từ trên đây rất là quen thuộc không? Thế thì các bạn hãy học nhé. Học ghi nhớ và nói chuyện, áp dụng vào trong các câu nói hàng ngày của chúng ta và trong giao tiếp hàng ngày để nói một cách thật là tự nhiên nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay.